anh khác anh em nha, video giới thiệu tất cả anh em tham gia chương trình AirDrop Adper nha bạn. Con Adper này trong chương trình AirDrop là bán hàng VCL là giá 0.5 một tụ cần các bạn. Để tham gia giải hôm nay mình click phần link mô tả mà các em muốn start chatbot này bạn. Mình sẽ get 40 tụ cần có hiệu là Adper nha bạn. Rồi bấm bấm cho AirDrop nha bạn. Cái này là kèo khá là ngon các bạn. Điều đầu tiên thì các bạn đăng ký một cái website nha các bạn. Thì bạn click vào đây các bạn đăng ký một cái website nha các bạn. Thì đăng ký thì như email kết quả. Đây website của nó các bạn. Nó đang bán email các bạn. Mình đăng nhập luôn rồi, tôi hướng dẫn các bạn đăng ký các bạn. Chắc tất cả các bạn nào điều đầu tiên các bạn follow từ Twitter, viết sẽ bị mét này, Messenger nữa các bạn. Twitter thì các bạn theo dõi nè các bạn. Các bạn like nè các bạn. Các bạn tweet nè các bạn. Rồi các bạn chia sẻ cái bình luận luôn các bạn. Good. Này rớp. Rồi bạn trả lời các bạn. Rồi các bạn mới đáp lại các bạn. Bạn cho kênh group ship chat thêm chơi lơ nè các bạn. Cho bạn cho anh chào các bạn. Bắt đầu các bạn. Tiếp tục cùng cho anh kênh chơi lơ nè các bạn. Mong follow nè. Rồi minimum thì các bạn nhấp vào đây nè các bạn. Các bạn copy rồi bạn qua trình duyệt Google các bạn dán follow mới được các bạn. Mình đưa các bạn dán vào đây các bạn follow các bạn. Nên không thể gì mình các bạn bấm tay lại hai ba lần các bạn. Còn không được nữa thì các bạn VPN được các bạn thấy không? Mình địa chỉ email cho cần này nó không phối gì xài quá. Rồi các bạn gửi các bạn thì các bạn gửi đường link vào lúc hai username Twitter nha các bạn nhờ ba chữ tên cùng các bạn vào Twitter tất cả bao nhiêu bạn còn dán vô đây nè mọi người cho bot tiếp tục mà ở cái trong chat sẽ lên don tiếp tục thì gửi đường link username minimum các bạn thì các bạn vào trang minimum bạn copy username các bạn copy đi nè rồi các bạn gửi cho bot nha bạn. Tiếp tục thì bạn gửi địa chỉ BNB Smart Chain trên YouTube Wallet nha bạn. Add có thể là UFin Wallet hoặc là trên sàn BNC cũng được. Tôi cần này nữa không có gì YouTube Wallet hoặc là BNC nha bạn. Rồi các bạn copy địa chỉ trên YouTube Wallet nha bạn. Các bạn sẽ chép nha bạn. Rồi các bạn mở bot ra nè. Mình gửi vô đây. Rồi các bạn bấm vào status để cập nhật tài khoản mà. Sao không có tôi cần ta. Ok, tôi cần nó sẽ không có sao các bạn. Vậy video đến kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn những video tiếp theo các bạn nha.